Chào các bạn, chiều nay là 2 giờ kém rồi là có khu phố là đến nhà gọi là đi xét nghiệm Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm. Rồi từ đây đến chiều 5 giờ đến tập trung ở cái chỗ công viên, mình không biết là như thế nào, cho nên là để chờ xem thử cái lấy mẫu này như thế nào. Mình cũng mong coi như âm tính dương tính gì là nó không có. Chiều nay để mình đi thử. Đây là cũng cái điều mà nhà nước lo cho người dân, thì mình cũng theo cái chủ trương chính sách của nhà nước thôi, và mình cũng muốn bảo vệ bản thân mình thì mình cũng tuân thủ. Rồi mình cũng chuẩn bị để đi các bạn nha. Họ dặn là khu phố dặn là đi là phải mang thêm cái giấy này. Mình họ Phan mà họ Phạm khổ á. Cái khu phố này là hay đủ tên đổi họ của mình. Mình là họ Phan, gọi là Phan Liều á. Phan Liều chứ không phải Phạm. Phạm thì không có liều được mà Phan là Phan Liều. Rồi địa chỉ 89. Nhớ khi đi về là mang theo cái mẫu này. Ghi chú thông tin. Nó chiều đi xem thấy sao. Bây giờ là 2 giờ 10, 2 giờ 15 rồi. Bây giờ mình đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi. Bây giờ mình đi tới cái địa điểm tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Đây là khu phố 11 đây các bạn. Ở trước mặt tôi là có anh nhà nghỉ bệnh nhân đi trước á. Trong ngay cái khu công viên này. Đây. Rồi, tổ y tế tập trung ở đây. Rồi, khu phố 11 tổ chức cái kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm đây các bạn. Rồi, các con em ở thành phố sang phường Phú Trinh là tổ chức như vậy. Rồi, ba đã tới chỗ rồi con. Con ở xa con phải thấy nha. Đây có các cô các chú đứng đây. Đó. Đây là khu phố 11 đó. Nhưng mà người khác người ta lo chị. Em nó nói gì mà chị. Dán là cái gì bên đó? Đây là cái tổ y tế đây các bạn. Cái này là do các khu phố không có dặn rõ thôi chứ. Anh em nào đứng là không có làm nha, ngồi là mới làm đó. Có thế để mà sao đó. Rồi cứ tiến lên sao mà cách 2 mét. Ngồi xa xa đó. Anh em ngồi xa xa đó. Để lộn ha. Anh tách ra giùm em 10 người một phòng đi. Cái này có cái kẹt để bấm được. Bấm được. Mình lắp ngồi có đổi mình đâu có nộp giấy rồi. Vậy là phát theo từng tổ phải không anh Hải? Đúng. Theo từng tổ. Nếu mà tổ nào có thì bây giờ đi xét không? Chưa có giấy thôi mình về ngủ đi. Chào công nhân là anh nào? 2 rưỡi 3 giờ.
Còn mình con lặng lẽ dưới mưa. Cái kiểu lắm. Cái này là đọc tên thứ tự 10 người à, cứ 10 người mà nhưng mà có 3 bàn là lấy mẫu trước à, cứ thứ tự 3 người. Qua đâm nhé bên đây. Đây mọi người là đang chờ đây. Đó cái dãy ghế sau mình đó. Đó, mọi người đang chờ. Đây là khu phố 11 các bạn. Anh phải ngoái luôn. Thái Ngọc Sơn. Đây này, đọc danh sách thứ tự. Thái Ngọc Sơn. Đọc danh sách thứ tự này. Đó, cứ cụm 10 người. Còn văn văn vị. Nộp chỗ anh Hải luôn nè, nộp chỗ chỗ này, nộp chỗ này. Nộp đây. À đây. Nãy giờ tôi không có rớt vô đó. Đúng rồi, nãy giờ tôi không có rớt vô đó, đứng ở đây không có vô đó. Làm mà không có khoa học thế nào hết trời. Nó làm mà không có khoa học cái trời là cái lộn xộn như vậy. Từ. Làm có khoa học một tí đi em ơi. Bây giờ là ghi cái tên nào để cho lấy mẫu chứ để ngồi chờ gì. Đây là anh chủ nhà nghỉ Hoa Thi nè, nên anh cũng đi lấy mẫu xét nghiệm luôn. Đó, bà con mình gần xa. Nó có nhà nghỉ bình dân đây. Đó, cũng đầy đủ. Thái Thị Hoa cho lại tên là Phan Văn Đỗ. Phan chứ không phải là Phạm. Phan Văn Đậu. Ở đây khu phố mình nói hoài thôi, có đủ họ mình hoài. Phan Văn Đậu. Phan này mới liều được chứ còn Phạm sao liều được. Phan là Phan liều. Rồi sửa lại đi, sửa lại Phan. Chú mì anh chưa, chú mì anh nói nha. Nói nha, nó nên ghi hình lại. Có bắt tiếng nè. Nghĩa đầu bị mù cái sao qua em trời ơi tắt thở luôn á. Đau đó nha. Ráng chịu thôi chứ, phải ráng chịu. Đâu chứ. Sâu quá nè. Sâu đâu, chưa cái này mấy ngày mới lấy được kết quả hả? Cái này chưa biết chạy đi xa, nó hơi lâu chú ạ. Hơi lâu hả? Có gì là khu phố thông báo hả? Dạ, cảm ơn nha. Rồi, chúc các bạn làm có kết quả tốt nha. Mình sẽ ghi toàn cảnh của khu phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đây các bạn. Các bạn ở gần xa là cũng chú ý xem dùm cái clip này. Đó, khu phố 11 qua sự chỉ đạo của phường đã làm nhiệm vụ này giúp đỡ cho bà con là coi như là làm sao để phòng vệ cho cái dịch Covid này chống bay đi khỏi cái đất nước Việt Nam này. Đây cái công viên công viên cũ đây, công viên mới đây. Đây là toàn cảnh nha, toàn cảnh lấy mẫu xét nghiệm của khu phố 11.
sẽ lấy mẫu xét nghiệm xong rồi, bây giờ mình quay trở về. Đấy, đó. À, về anh nhỏ nhà mình coi như anh cũng la quá trời luôn. Thôi chào các bạn nha. Đó, mọi cửa là mừng ba đi lấy mẫu xét nghiệm à. Wow. Xong rồi. Rồi, xong rồi. Vậy là mất hết cả tiếng rồi. À, lên là mình phải xếp hàng ngồi như vậy đó. Đó.